chị Bến Tre xin order số 788-733-2114. Có kẹo dừa để cho quý vị ăn. Dạ. Còn đây một thí sinh nữa, một mẹ và con. Thưa quý vị, đây hai thí sinh đến từ Huệ. Ôi Huệ của ta, ta có Huệ từ nào? Sông Hương. Dạ. Núi Ngự. Núi Ngự đâu rồi? Dạ. Đây, đó là thí sinh đến từ Huế. Thưa quý vị, hai mẹ con đến từ Huế. Rất là đẹp. Dạ. Có lục sắc luôn, chứ không phải là ngũ sắc nữa quý vị. Thưa quý vị, đây là những gương mặt là thí sinh thi hoa hậu tối hôm nay. Đó, đầu tiên là chị Cẩm Tú, thứ nhì là chị Tuyết Vân, sau là chị Vân, sau là Avery Trang, sau là đó là Kim Cương, sau là đó là Christine, và sau là chị Tinh, sau là chị Kim Đoàn, sau chị là Tường Vi và chị Ly, rồi Sông Hương và chị Thảo. Đó là những thí sinh của chúng ta. Xin các anh chị đứng với vẫn đứng bình thường ở đây. Xin các anh chị đứng đây để chúng ta giám khảo bầu chọn ra ba người trúng giải, ba mèo trúng giải để mà đi vào chung kết quý vị. Đó, chấm điểm đây là ba điểm. Thứ nhất là điểm trang phục, thứ nhì là điểm duyên dáng. Thứ nhất là trang phục, thứ nhì là duyên dáng. Trang phục là duyên dáng, phong cách. Tập đây là phong cách. Đó, trang phục thì xin quý vị chấm điểm và cho vào chung kết là ba con số, mà đây là không có số, thí sinh hôm nay không có quên đem số. Thì bây giờ chúng ta cho tên. Cho tên và họ. Tên và họ để chúng ta không lầm lẫn, bởi vì trong đây chúng ta trùng có hai chị Vân đây. Tên nước ngoài và Việt Nam đầy đủ nếu mà có. Chọn mấy người? 5 người hả? 3 người thôi. 3 người.